anh em đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ đi quen đến cho các bạn xem nha. Mình hãy theo chân của bà để mình xem là trợ giúp của chị gì dạ. Không biết tên luôn. Chị ở sớm còn xuống phụ nữa. 300g đó đúng không, tính mua nửa ký là nhiều quá. Chị phải xách nguyên một bự bự vậy nè, nó trời ơi ăn lấy cái bịch nhỏ thôi. Bọc chiên giòn á, bọc chiên giòn quất nguyên một bự bự luôn. Chuẩn bị công đoạn lấy sầu riêng ra luôn. Đây đi. Bọc chiên giòn với sầu riêng đồ á vậy. Sầu riêng đó hao đó, quá ngon luôn các bạn ơi.
Mình dám làm hai tay coi à. Nè này cái sợ luôn vậy. Quá ngon luôn, để thử một con như thế nào nha anh em. Nóng quá, nóng ăn mới ngon. Quá ngon luôn, quá ngon. Thơm mùi vị của sầu riêng đó, quá đã luôn, giòn giòn. À, bữa nào anh em thích thì làm thử món này nha các anh em. Ô chị chưa có ấy, chị gấp ra nó rớt ra trơn hả? Chưa có vàng, chị để vàng đi. Rồi chị đừng có lùa, để vàng chị nó lùa rồi là nó rớt hết á. Chị lùa là nó rớt hết á, để vàng đi, vàng nó chưa dính vô mà nó này. Mấy này chị lùa này nó rớt ngoài, gấp mấy này qua chị này. Dĩa này ăn được. À. Nào ăn như thế nào? Béo béo. Có mùi vị gì không? Chưa về. Còn sống rồi. Nè, mời anh em ăn tôm sầu riêng chiên giòn nha anh em. Đó, giờ mình thử hết như thế nào. Ngon lắm.
cái gạch nè, nho nè, cái sầu riêng nè, dưới của sầu riêng nó chiên giòn béo. Anh em thấy hay thì hãy like và subscribe kênh mình nha, để xem tiếp những video tiếp theo anh em. Chào, bye bye.